búp bê bằng bông biết bay bay bay, búp bê biết bò biết băng biết bơi, búp bê bằng bông bên vàng bướm bướm bên bướm bên bông bò vàng bay bay, hay không? Hay. Búp bê bằng bông bị băng bỏ bướm. Hai, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn đến với kênh Anh Bảy Đúng TV. Ngày hôm nay mấy chú cháu mình có mặt tại cái vườn mít này nha các bạn. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ cắm trại ở vườn mít. Thiếu thầy ơi. Sao? 24 giờ nữa. À, 24 giờ cộng thêm 1 giờ nữa 25 giờ luôn. Chơi dữ thầy. Chơi dữ thầy. Giờ 25 mà tôi mất đi đám rồi, không ở đây được. Đám gì? Đám cưới. Đám cưới ai? Thầy á. Trời ơi, tôi đám thầy dạy thể dục của tôi. Thầy Nam á, không phải thầy đâu. Thầy đúng rồi. Thầy bị nhột hả thầy? Người ta nói thầy kia chứ ai nói thầy đâu. Thì thầy kia mà, đâu có nói tôi đâu. Nhưng mà thầy coi bói cho người ta chừng nào lấy vợ được, vậy thầy coi bói cho thầy đi. Để em nói nghe nè, em có vợ ai mà nể em nữa. Cho nên là em mới giá luôn phải không? Hơi sâu rồi đó anh em ơi. Hồi qua tới Mỹ giờ, vô vấn đề đi. Rồi, rồi. Ngày hôm nay cắm trại sao Út? Ngày hôm nay cắm trại chỉ có 4 thành viên. Dạ. Út sẽ chia ra làm 2 đội. Dạ. Một chút nữa đây tụi con sẽ thi đấu với nhau chọn mồi ăn nha. Dạ. Chọn mồi. Để tranh giành mồi ăn. Ủa là thú quen hay gì mà tranh giành không? Thú quen hay gì mà tranh giành không? Hình thức chia đội như thế nào Út? Rồi vậy đi cho nó đơn giản tụi con ơi. Dạ. Tụi con bóc ra có thằng nào dài á thì chung đội nhau, nào ngắn chung đội nhau. Ngay tại đây thôi Út. Thì tại đây chứ tại đâu, không lẽ đi về nhà rồi chạy tới vô đây. Thầy Nam ơi. Hả? Sao bữa nay nó dài đột ngột quá, tôi thầy bộ hay gì? Thôi không được đâu. Nhưng thầy dạy nhất đây rồi sao chạy với bộ thầy Nam. Thôi kệ đi, ngắn rồi. Bẻ không đi. Út nói kỹ Út. Sao kệ? Thì kê với thằng Nam bóc ra được rồi, con với anh Phong lớn nè. Bóc ra khán giả coi gì nghĩ sao? Hồi nào? Em có bóc ở đâu, anh Nam bóc ra kìa. Bóc vậy? Kê. Chủ tôm. Con với Phong xù á, lớn rồi dễ bóc hơn hai đứa nhỏ này nữa đó. Đúng rồi đó. Hả? Bóc ra đi thôi. Rồi bắt đầu luôn nha. Dạ. Đâu, bóc đi. Bóc bắt đầu lên thân trước nè. Ơi. Rồi thân trước nha. Hả? Đây luôn hả? Hả? Đây luôn hả? Chứ đâu qua. Giờ bây giờ con bóc không bóc, Út bóc giùm. Làm đi. Thôi Út bóc giùm đi. Út giùm bây giờ nhanh. Bóc giùm đi. Ơ, lại vô làm đi nè. Rồi. Bóc đây. Giờ Út bóc ra nha. Ủa? Có gì đừng có la Út à. Bóc âm đi. Anh tự bóc đi. Thôi tự bóc đi, mất công rồi nói Út không công bằng nữa. Bóc vô đi. Nè. Bóc vô được. Ôi nè. Ờ tưởng gì vậy? Ờ tưởng gì vậy? Đây nè. Hả? Bóc này hả? Tới đây bóc khác chứ. Bóc cái khác là nè. Camera sập luôn. Bóc đi. Nè, bóc cây này nè cho thành ba cây nhang đi. Trời ơi. Con lỡ cây này không ơi. Thì nó dài luôn rồi. Dài. Đó. Wow. Đó hơn luôn rồi. Dài hơn nữa. Lại này cái thầy, đừng vô tôi. Tới con bóc nè. Đừng có dài vậy. Bẻ cái này. Rồi cái bên đây. Rồi đây. Rồi muốn bóc cái nào đó bóc. Cái này. Ngắn, ngắn, ngắn. Lẹ đi thầy ơi. Rồi. Ngắn đi khề, ngắn đi. Bóc đi. Một. Chọn quyết định. Rồi 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 rồi. Thì bóc nghĩ ra. Yeah. Không sao anh em mình kết hợp được. Đây. Cây cuối cùng của phong xù dài. Dài nha. Trời ơi trời ơi Nam. Không sao. Tôi được, tôi lo được. Thấy anh vậy chứ anh cũng ngăn ngửa tôi thôi chứ có dài hơn đâu. Thì nhà bóc đó. Rồi, đội đã có rồi ha. Dạ. Tụi con sẵn sàng cắm trại vườn mít chưa? Được rồi. Bún liệu. Cái lép vô đi đâu nữa? Cái gì bún liệu bốc? Bung liều ra, cắm trại mà. À. Trời, chọn liều nè mấy đứa. Dạ, con đi bự, con đi bự. Tao liều bự mày ơi. Khoan, cái này yếu hả? Không, bên tao bự hơn. Rồi, cái rồi, này rồi, cái liều nhỏ là liều bự đây nè. Liều bự này nè. Thôi, 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 Út hiểu tụi con rồi. Thôi bây giờ dậy đi để cho công bằng. Dạ. Tụi con chuẩn bị răng để đấu vỗ miệng với nhau nha. Hả? Mới đầu lép đó chữa lộn mà Út. Chữa lộn đâu có được, giờ đâu có sung. Ai kêu chữa lộn? Chứ sao? Ở đây không có chữa lộn, mà Út kêu tụi bay cắn lộn. Mở kêu tụi bay cắn lộn. Thôi lộn lộn lộn. Kêu tụi bay phải đấu vỗ miệng. À. Ờ cái kiểu đó là chắc đội này thua rồi đó. Út sẽ cho tụi con chơi nói chữ. Dạ. Tụi con biết chơi trò chơi đó không? Biết. Ừ.
đội nào thắng lấy cái liều lớn này. Dạ. Mà cái chữ đầu tiên á, Út sẽ ra chủ đề. Đề phòng. Hay giờ mình thắng mình muốn chọn liều nào mình chọn đi. Đúng dạ. Rồi, thì thắng thì chọn liều nào chọn. Ủa thì nãy Út nói thắng lấy liều bự mà. Có ai mà thắng lấy cái liều nhỏ cho chặt cho nực không? Con lấy liều nhỏ, con ở mình tôi sẽ kéo mà. Trời, Út đưa ra cái từ đầu tiên liên quan tới cái giường mít này. Dạ. Đó chính là giấy. Bậy hả? Thì giấy. Cái gì bậy? Ủa thì giấy. Giấy sao trả lời? Giấy mít. À. Giấy mít nè. Sao các em lại bắt đầu đây. Cái này ở địa phương khác kêu là gì mình không biết. Mít đực, mít đặc gì không biết mà ở đây là giấy mít nha. Đực là gì nữa? Cái ruột nó đặc. Mít đực mà. Ừ. Ok, mít đực. Thì đó. Thôi nói chung Út nghe chủ đề vậy mà tù xì đi. Tù, tù xì kia. Trả thầy Nam. Tù. Tù. Thôi à. Lâu nghe cái này. Thì gái kéo mà. Cái này. Cái đó là kêu cũng thôi đó thầy ơi. Xì. Quan, không cho cái lọt ok không? Ok, kéo búa bao đây. Kéo búa bao. Bao. Rồi đi trước nè. Rồi mít. Trước đi. Giấy mít à. Mít gì mà mẹ mày quýnh mày á, mày khóc hung hung. À, mít ướt. Rồi. Ướt mềm. Ướt mềm. Mềm. Mềm gì? Mềm bồ, thiếu thứ. Hai. Mềm. Mềm chua gì ta? Mềm gì đây mềm? Có mềm chua, đành mềm chua với lạnh có mềm chua. Mềm. Mềm bồ. Không lẽ mới có từ đầu tiên mà thua. Non vậy. Ướt nhẹp sao không coi? Ướt nhẹp nói mày bắt được sao? Ướt mềm mày bắt không được. Mà nhẹp vậy? Trời, tới ví dụ này nhẹp lép hả? Lép gì? Lép xẹp. 3 giây bắt đầu. 1. Mềm gì ta? 2. 2. Mềm. 3. Kêu khán giả chọn giùm đi. Ủa khán giả này có phải quay trực tiếp được. Mềm gì thầy? Mềm bà lem hả gì? Mềm mém thôi ta. Mém là gì? Mém gì nó không nói thì thua. Mém. Ở địa phương của mình có cái từ ướt mềm thiệt nha các bạn. Rồi. Rồi, liều bự nha. Thầy ơi. Có trọng tải đây nha, không phải là tôi là kiểu như tôi lớn mà tôi khinh địch đâu à. Mà thật sự địch quá dở. Ôi cho thầy ơi. Quang, anh nói lấy liều bự dành anh. Thôi mày đưa liều bự đây. Phải biết ở số Long Mèn này có người chồng đánh bom không? Hả? Tối nay là nhà không còn đâu. Thầy Nam. Ủa? Tao chọn mà sao mấy con bay cứ thảy qua thảy lại hoài á? Thì liều bự đó. Liều bự đó lấy đi. Tao cũng muốn lấy liều bự đâu, tao muốn lấy liều nhỏ. Cho liều nhỏ bự đi. Mà cái liều nhỏ này dặn nó khỏe hơn liều bự. Không phải. Tại vì tao lấy liều nhỏ này tao ngủ qua mình à. What? Cây. Ủa? Nãy giờ thi chi trời? Xong lấy luôn đi cho luôn á. Thì bởi vậy thi tao mới biết mày thông minh cỡ nào. Quá mỏm mày trong vòng 2 từ. Thắng thua có rồi đó. Nhưng mà anh giải đi. Mem gì? Bắt gì phải giải. Ủa? Anh tạo ra phải biết giải chứ. Tao còn không biết nữa. Trời ơi. Anh ơi, vậy em nói anh nghe nè. Vậy anh Phong đi ra, anh Phong có hốt lại để lại được không? À. Rồi đi kêu con lặng đi tụi con. Dạ. Con lặng. Là căng con liều. Đi. Rồi, hai căng liều. Đúng là một túp liều trên hai quả tim vàng. Quá, một túp liều trên một quả tim đỏ, một quả tim đen. Đúng rồi. Chỗ này làm lại chứ nào. Đó, chỗ này của ta, tao đã đánh dấu rồi. Đi về cho khác. Anh đánh dấu lãnh thổ đó hả? Em đánh dấu lãnh thổ đây nè. Đây, thầy ơi, thấy mấy con cày ma mút nó đánh dấu là nó đái đó thầy. Còn tôi đánh dấu lãnh thổ là Phung Đức Biến. Phải. Liều bên tôi muốn chơi rất là thẻ. Nè, để tôi dở ra. Ủa thầy Nam ơi, đừng có bông thầy Nam ơi. Liều bên mình đi cũng rất là khỏe nha. Liều này vừa mới mà vừa khỏe nữa. Ship cũng gọn nữa. Đủ hai người nằm luôn. Không phải là mình không chọn liều bự đâu nha các bạn, mà tại vì có hai thằng à, lấy liều nhỏ rồi dư sức nằm rồi, lấy liều bự rất cực lắm rồi. Không phải là không muốn chọn liều bự đâu nha, tại liều bự văn mệt, anh làm biến lắm, anh không đã không chọn. Em ơi. Gì không? Tôi thấy địa điểm này hơi ngon nè. Tại vì theo tôi đánh giá đây là cái địa lý bốn mùa rất là tốt. Đúng rất rồi. Là hợp phong thủy. Đông Tây Nam Bắc xung quanh chúng ta, vị trí địa lý ở đây rất thích hợp. Bốn phương đều đổ gió gì đây? Vâng. Căng lèo. Rồi, căng lèo. Căng đây nè. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3.
Trên thế giới này chúng ta cần phải có phép thuật. Hay nhìn đi. Ủa, cái lẹ đâu mất tiêu vậy? Đây nè. Hả? Đâu lên cây rồi? Ôi, lên xuống làm lẹ đi. Phép thuật phép biết gì? Trời ơi, mới về học ông này học lỏm, không có tiền đóng học lỏm sao? Căng cái này vô nữa là xong. Tôi biết sao đội bạn không chọn cái liệu này rồi. Cái liệu này phải tới 7749 bước mới thành công. Ừ. Mở cái chấm mát coi. Giờ mình đâu có vô chấm đâu mát, mình đóng lại đi. Rồi. Giờ mình đi ở ngoài đi, mình vô đó thành heo quay á. Để mình review cái vườn mít ngày hôm nay mấy chú cháu mình cắm trại cho các bạn xem nha. Cái vườn mít này khá là rộng luôn. Cặp bên đó là một cái đám lúa. Vườn mít chỉ toàn mít nha, không có cây khác. Đây. Cái này là cái trái mít non. Ban đầu thì nó ra như thế này. Cái này là cái trái non luôn à. Từ từ cái nó ra lông lông như thế này nha các bạn. Cái này là giá mít chỗ này ta kêu là gì? Hả? Giá chứ quá. Giá cũng lộ mít hả? Giá. Không, cái này là cái trái mít non. Cái giá mít là cái kia kìa. Giá quá. Cái giá là cái trong đây. Đây à. Đó là cái bông, cái hoa mới đầu tiên là cái hoa vậy nè. Cái nó ra cái trái này nè. Giá ơi. Giá được nha. Giá nè. Ờ đây nè. Cái này mới giá mít nè, nó láng vậy nè. Nó nằm trong cái bọc kêu bằng cái bọc giấy gì đó. Đây là cái hoa của trái mít nè các bạn. Cái trái này là nó khác với cái trái này nha, con coi cái da nó. Cái da láng, cái da sần rồi từ từ nó ra lông vậy nè. Ở đây thì có một cái bờ bề ngang khoảng 5 mét. Bên đây thì ruộng, bên đây cũng ruộng. Wow. Cái đó là bị thúi cùi. Kìa, cái này bán được. Ôi, trời ơi, tôi không dịnh thì lại thì bay dưới đó. Trời ơi, trái này bự ghê luôn mà bị thúi nè các bạn. Từ từ nó sẽ thúi giống như vậy nè. Ra nốt. Đây. Rồi. Xin lỗi, cho hết dưới luôn. Không chơi. Không chơi vậy này thì. Thầy không chơi thì tụi tôi chơi thôi. Có gì đâu mà phải lo. Để tôi. Đi nằm đó trời. Đó. Đi nằm nó nằm nữa. Để tôi xử lý thằng nhỏ chơi. Ow. Mình làm gì nè? Lôi lên. Khu vườn quốc gia mít. Cấm hái, cấm trèo, cấm vào. Cho ăn cắp không? Có phạt nó không? Do hái một trái 100 đến 150. Đu cây mít phạt 5 triệu. Đu cây mít phạt 5 triệu. Đi vô vườn mít mà không xin phép phạt 2 chục. Ơi, còn đặc biệt nữa kìa. Đặc biệt cấm những ông thầy. Cấm gia súc, gia cầm, đặc biệt là khỉ. Khỉ nó leo trèo. Khỉ gia súc, gia cầm mà. Ta nói gia súc, gia cầm rồi, các khỉ. Không cho các cá thể khác là người vào đây. Khoảng 20-30 mét nữa là hết cái đám mít này rồi. Khúc ở dưới kia mấy chú cháu mình cắm trại thì nó sẽ lớn hơn ở đây. Rộng nữa, thoải mái hơn ở đây. Cây mít này theo như nó đeo khoảng chừng 4-5 trái, chục trái được. Nhưng mà người ta tiễn hết rồi. Người ta dục nhóc luôn nè. Món phục phòng. Nam à, không lẽ có cái giỏng mà anh em mình không chắc ra được hả? Ủa rồi, giỏng lắm rồi đó. Rồi. Bún cho hả, dở luôn. Làm gì thầy? Thì là làm cái giỏng không an toàn hết trơn á. Tôi đeo lên nước luôn. Thành ngã tư luôn rồi kìa. Nghĩ làm sao? Hai đứa mà chắc lên coi nè, lấy cọng dây điện làm như là con dế, con kiến gì nè, leo lên á. Cọng dây điện vậy mà văng giỏng. Bốn cọng như chèo. Rồi giỏng nè. Ôi, nó mất chim nè. Giỏng đâu nhiều vậy? Nhiều lắm, tại vì tái chế bố. Cái vườn mít này ngày hôm nay mấy anh em sẽ quản lý nguyên một ngày nha. Quản lý luôn, được bẻ ăn không mày? Được, thoải mái. Rồi, ta đi bán hết. Cái này chắc cũng có mười mấy ký. Giờ cũng trưa rồi, mấy chú cháu mình chơi một cái trò chơi gì đó để bắt thăm đồ ăn nha. Dạ. Mình chơi trò bịt mắt bắt dê đi. Bịt mắt bắt dê hả? Mà không được ơi. Sao? Trò nó xưa quá rồi. Bịt để mắt. Con suy nghĩ trò nào hay hay.
mày không mày? À có rồi. Sao? Hay là mình bịt nắp mình đập về đứa ơi. Bịt nắp đập. Là sao? Quánh về luôn hả? Dạ quánh nó luôn. Ghê hả? Là khỏi bắt luôn. Nè giờ con phổ biến theo suy nghĩ của con nè. Rồi. Giờ mình sẽ làm một cái vòng. Ừ. Căng cọng dây theo 4 cây mít vậy nè. Không, dài ghê. Không, 4 cây mít được rồi. Im ơi, đá tôi là người ra luật chơi mà. Thì im và nghe. Căng 4 cây mít này phải không? Xong mỗi đội sẽ cử ra một người quánh. Người quánh nó sẽ đứng vô giữa vòng. Rồi. Xong hai con dê là hai thằng bên đầu bên kia nhảy vô. Cái thằng đó mới cầm cái bao quánh. Quánh trúng thằng nào là thằng đó bị loại ra ngoài. Mà trong thời gian thằng nào quánh được hai thằng mà ngắn nhất á là đội đó sẽ chiến thắng. Rồi hiểu rồi đó. Cái trò chơi này dễ mà, hiểu nhanh mà. Mà chị nói là sao ạ? Kể lại đi. Thôi để anh kể lại cho. Giả sử mày là con dê cha đúng không? Dê cha không nội? Mày là con dê con đúng không? Thôi ha, dê anh em đi chứ dê con dê cha kỳ quá. Dê anh nè, dê em phải không? Tao là người quýnh dê. Thì tao cầm cái cây lên. Tao quýnh con dê con chúng là bị lội ra ngoài. Cái đất bạc này là quýnh thiệt nè. Tao quýnh con dê anh chúng là bị lội ra ngoài. Cái này quýnh thiệt nè, bộ hận lâu lắm mới gì quýnh cha. Hận hồi nào mày, tao đang ví dụ tiếp nè. Ví dụ mày đấm bóp gì, ví dụ hả? Nếu tao quýnh không được á, tao sẽ lên gói luôn. Cái này triệt hạ hai con dê vô chơi nó chết rồi đó. Rồi lỡ em là thằng chân sao? Em bỏ đống vô đây được không? Cái em cầm nè. Không cho. Út sẽ làm cây roi bằng bao. Đó. Cái này hơi thấm à. Quốc là bao phê. Dê thích bé. Úc ơi, con dê được đỡ lên không? Hả? Con dê đỡ lên không? Thằng kia tới lấy bao thì đập. Mình dọn lên. Đây là cái roi để quấn dê nha các bạn. Đó. Không có đau nha. Không có đau. Đây. Bật xét trước này. Không có đau. Giờ mấy anh em quét lá như vậy cho nó giống cái kèn của con gà nha. Đi là nó kêu. Nè đi nè. Đó. Gộp lá rồi. Cái vũ nè. Rồi thôi đi rồi. Bịt mắt nè. Ây da. Ây da. Đó là vậy đó. Nghe cái tiếng lá khô này là nó sạc sạc à. Ông không chi thật. Chùi dưới lá luôn hay gì. Trốn giống như cái con gắn mối vậy đó. Rồi mới thoát. Đội nào là làm dê? Dạ tôi xì đây, tôi xì. Tôi xì. Ba lần á. Rồi nếu mà anh thắng thì tôi tiếp đây. Thắng hai người thì em vô làm con dê anh đạp. Ừ. Không? Người thắng là người đạp á. Người thắng người đạp. Rồi. Yeah. Thôi đạp đi. Phòng sầu vô bịt mắt cho thằng khỉ đi. Đây, bịt cho. Đứa nào ra khỏi cái cọng dây màu vàng này là lội luôn nha. Cái thứ hai nữa là không được leo lên cái cây. Mấy ngón này? Ngón giữa. Ngón giữa hả? Rồi, xong. Thấy không? Thấy thấy rồi. Ok. Quay ba vòng mới bắt giờ. Rồi. Không bấm cho máy quay. Trời luôn. Đến đi. Bắt đầu. Giờ bắt đầu chạy nha các bạn. Ba. Rồi. Kim. Trời ơi, không được. Trời ơi. Có ai đâu? Nhanh lên. Đúng là giống mù đi đêm quá. Tao nghe chú gõ gàng nè. Nè, chú ơi. Đúng rồi, em ơi. Trời ơi, quánh một hơi gãi cái mít của người ta bây giờ. Các bạn yên tĩnh. Rồi. Bây giờ nó muốn là các bạn luôn nè các bạn ơi. Nhanh lên nha. 1 phút 44 giây. Trúng ai trúng ai vậy? Chưa có trúng. Chưa. Trúng là Út có tồn tại đây mà, Út kêu nó ra. Ê, cái trái mít coi chừng rớt cái mít của người ta chứ không phải cái đầu của nó đâu nghe.
chạy hoài tôi quết cái đầu rồi nó nghe tiếng rồi con không biết đường. Nó đói à? Cái này chưa ăn được đồ ăn là chết rồi đó. Út ơi, sao thằng bò có nó bịt mắt á, nó quơ như khùng luôn rồi, giờ mình cho chỉ đạo đi. Dạ, thấy chưa? Đúng rồi, nghe cái tiếng nói là quơ trúng rồi đúng không? Dạ. Bây giờ chỉ đạo nha. Dạ. Có người ở ngoài chỉ dẫn. Dạ. Rồi ok. Vô giữa. Út nói bắt đầu là con quay 3 vòng, sau đó con đi kiếm nha. Dạ. Bắt đầu. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, rồi kiếm. Ơ sao? Đây. Quá lẹ. Trời ơi, trời ơi. Chứ mà luôn á. Đi. Đây, quýnh nó. Ôi, đi. Rồi. Trúng. Một đứa. Lòng quanh kìa. Thẳng đi. Rồi, Phong ra ngoài, Phong lội rồi. Ơ, bên tay phải của anh, Tay phải. Dinh ơi. Dinh gì kìa ơi. Rồi ngưng. 1 phút 4 giây 42 khắc. Rồi. Sao bụng quá. Đúng là mu gắt quá. Thôi nãy nàng nam chỉ ngủ mắc cười. Sao à, thằng đứng như nào. Bên phải cái thằng như nào. Còn đứng bên kia kìa. Bên phải kia quay ra đằng sau. Để anh tự bịt mắt con cho. Anh khôn quá ha. Anh bịt vậy anh thấy sao. Mày lẹ mày. Ôi ôi, không thấy đâu nha. Ừ, không thấy. Không thấy chưa được. Ở đó là chôn luôn. Mày làm gì mày? Ủa, anh thấy được mà sao em biết anh làm gì? Số mấy hả? Số 1. Ơ, số mấy hay hả? Tao mà mày. Số mấy? Số 2. Ô. Số 3. Ồ, oh, đúng rồi. Sao mà. Rồi, vô. 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 Rồi chưa? Sẵn sàng chưa? Út bấm giờ nha. Bắt đầu. Ba chạy đi nặng. Rồi, trời ơi, vướng dây rồi. Lâu lại. Qua đại mặt luôn. Wow. Ơi. Trung Nam Lồng hay dây? Chưa Trung Nam Lồng. Dính Nam Lồng ơi. Ra mày. Rồi. Hai đứa. Rồi 30 giây giải quyết xong hai thằng. Ê đá này dở quá. Rồi tháo rồi. Đá lùa ra rồi lùi chuồn biết là chạy đường kia. Hai thằng chạy chung cho quết chung vậy đó. Chạy chung không, hai thằng chạy chung. Tao thấy đường. Thấy đường hả? Thấy đường rồi. Thấy đường cho mù luôn đi. Có bóp lộn rồi đó. Hả? Tiếng mấy lần á. Không ăn gian nha. Chạy chung không à. Hồi nãy như quýnh vô kẻ hán thằng Nam hay gì đó mà cứ ngắt à. Không, nãy anh quên à. Cái nó dính đây nè. Tao mình mắt mà đủ ơi đẹp lắm mày. Tính ra tao ngu mày. Không kẹt vậy tao không lấy cút cái cây nó chọi cho mày đâu. Sao thầy Nam? Quýnh đất tao nằm tao thua rồi cũng quýnh luôn. Tao tưởng cục đất. Sáng giờ trời đón chết luôn, không ăn gì mà. Chờ con ăn gì Út? Cũng đang cúng mà. Cúng tao cúng đất là chiến sĩ đâu. Hả? Này, tao ăn có sẵn. Dạ. Ở đây thì có hủ tiếu giò heo. Bên đây thì bánh mì trứng vịt ấp la. Hai chai nước trắng. Dạ. Hai chai nước ngọt. Dạ. Rồi, cái đó là bữa trưa của tụi con. Tại mày á. Tại anh á. Tại mày nên mới thua đó. Tại anh á, anh cũng có góp phần trong đó đó. Góp phần gì? Mày đi theo tao mà.
thì anh cũng có cái phần đi với em nè. Ủa thì mày hồi nào được cho tách ra cái mày đi chung cái Phong cỏ bóp 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 chúng tao luôn. Em biểu ảnh tay dài đặt chi. Mệt quá. Thua rồi, ăn đi thằng tôi ăn xong uống chạy nước xong đi rồi chạy tiếp. Chạy hoài mà. Ê bậy Út. Ê bậy mày. Út luôn đây. Ủa nhà. Ê Út không có làm gì bậy hết trơn, nãy giờ Út làm đồ ăn cho tụi con nha. Còn chưa đi hết. Ăn đi ăn đi. Ê bậy, Út cho chọn đồ ăn. Tao chưa chọn làm gì có tới được mày. Đi chọn, chọn đi. Đây. Chỗ nào không Phong? Hay là mình bánh mì đi ha. Ờ bánh mì đi mày ơi, chưa. Đang suy nghĩ. Đang suy nghĩ chưa chọn mà. Khoan, để tôi nói này nè. Bây giờ nè là cái này là hai chai này. Cái này là hai chai này. Cái này nữa thì nè. Ủa. Trời đợi thắng chọn trước đi. Mà sáng thì vận động rồi, không lẽ dặn bánh mì thì nó đói. Đúng rồi, chọn bánh mì đi, một cái trái mà bốn cái trứng lận. Rồi. Rồi chọn hủ tiếu nha. Ok, hủ tiếu. Với chai hai chai nước ngọt. Ờ đúng rồi, ăn đại thì không sao hết. Cái này độc nè, ăn vô chết luôn. Ủa làm gì vậy? Vô chết luôn. Sao mà chị khôn vậy? Thắng mà đi chỗ nó ăn ngon. Ủa không lẽ thắng chỗ nó ăn dở mày? Chỗ nó ăn dở đi, tôi chỗ nó ăn ngon cho. Đúng rồi. Có cái nịch. Đã ta thua rồi, không cho chỗ nó ăn ngon để ta có sức phục thù chứ. Út chuẩn bị là những cái đồ ăn ở trong đây không có cái nào mà dở hết trơn á. Út mà nhìn Út mà không biết dở rồi. Bốn trứng mà chọn con trái leo à. Hai trái rồi chứ. Buổi sáng của người ta thường là ăn trứng ấp la với bánh mì, con hiểu không? Dạ. Mà ta ăn trứng gà, mấy chú cháu mà nó có trứng gà Út lụm mới được mấy trứng vịt ngoài đồng á, cho tụi con ăn luôn còn gì nữa. Trái dưa leo chưa được 20 xăng. Công nhận Út sang thì cái Sika. Đúng rồi. Sợ mua chai nhỏ tụi mình uống không đủ. Ê, món bên đây thì gồm có bốn trứng vịt, một quả dưa leo với hai ổ bánh mì. Giờ mình sẽ đem vô làm nha. Mày chưa chế dầu vô kìa, nhưng mà bển thì nhiều đạm hơn một chút. Đổ nó sôi vô quất đi. Rồi, đổ nó sôi vô quất nè. Trời ơi là trời, chưa đập ra sao chiên. Đổ sôi vô quất nha. Còn hai quả trứng này lẻ loi sao? Thì vậy vậy. À, ngược lại hả? À. Anh Khỉ ơi, lấy mì ăn đi chó lẹ. Còn trứng vịt sao? Không lẽ mày ăn bánh mì xong cái hồi mày húp cái trứng vịt thì sao hả? Đúng rồi. Mày ăn sáng được không? Được luôn. Rồi mày ăn cho tao coi. Thôi để vô apply ông nội. Rồi. Qua như thầy. Cái hiệu quá không phải. Trời ơi, Nam ơi, Nam. Phụ lên bọt luôn. Cụm nhau cái nè. Vô. Vô. Trời ơi, nước này muốn gì không biết nữa. Mời mọi người nha. Hôm nay tàn vàng có miếng rồi tới đâu với mày. Chơi phải đẹp đây chứ. Tại rượu chú học của bà Năm đã quá. Đồ mạnh quá mày ơi, hình như còn 50 cái gì vậy. Uống vô cũng bằng sức luôn. Tao quyền gỗ hen uống nước ngọt chiều nay là câm luôn, khỏi nói chuyện luôn. Thôi bây giờ lên để tôi cho. Thôi quán phòng ngoài quất lẹ đi. Khó lắm rồi. Bánh mì nóng rồi đó. Mời mọi người nha. Ôi xa. Ngon gì kìa. Ngon. Quá ngon. Ủa, rồi mấy ông bay nào mới được ăn hả? Tới phòng của ta trình bày, In Nam. Chúng ta phải có kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức mới có thể uống được cái nước này thôi. Nước cơn. Ủa, cái đội làm gì mà khói chúng ta? Chim bếp ga mà, làm mày có khói. Thì hết ga, bỏ lá vô đỡ đi. Rảnh nữa. Hồi hư bếp ga Út luôn nè. Hư đâu mà hư không biết. Vậy là ăn được rồi Quốc đi. Tại nó hô ta, tao muốn ăn nào tao ăn chứ. Mày không ăn họ ngồi gội bu kìa. Mời nhiều. Không cháy chưa? Wow. Ăn đi, nhanh đi rồi đi sớm nữa. Gậu. Tiền nghĩ mệt á. Thấy tụi bay ăn mệt quá. Nè Nam. Dạ cảm ơn chị Thân nha. Gì dạ? Anh Lộc, anh Thân. Ở bạn ăn món khô quá vậy? Để thua nước không à? Rồi tắt bếp. Tắt bếp cái. Hết gà còn tắt bếp nữa. Nói vậy cho sang này. Được rồi, được rồi. Chọn lên. Đó, có em cho. Nhảo ngang, hơi nhảo một chút. Trời ơi. Cầm lại, chim lại. Chim lại. Một mì. Chấm đi. Mì cũng có miệng à. Ngon chưa? Để em biết ăn mới sang.
để trộn lên chó đều. Ê Vĩnh Chảo, nó nghiêng. Cho một ổn mì ơi. Nè. Mệt quá, mày không biết tận dụng gì hết trơn. Ăn muốn xong luôn rồi. Nè, nhanh. Trời trời. Ôi, bánh mì làm gì? Thì không có đậu là làm luôn. Ok, ăn đại đi. Chưa, mày gọi chưa xong. Giờ còn ai nhận ra cái trứng không? Đây, chỉ cho ăn nè. Ơ, à, không có chỉ. Cái này là tôi biết ăn rồi, không có chỉ được. À, biết ăn hả? Nè, đầu tiên là quật vô. Mời các bạn ha, món này lần đầu tiên ăn luôn. Nó béo kìa. Mời bạn uống nước nha. Ôi, uống nước ngọt ta. Trời ơi, chỉ chứ, mình mới bay qua bên Canada, mình mua hai cục này cũng 5 tỷ nha các bạn. Nam ơi Nam, lớn rồi nó xạo kìa, cục mỡ rõ ràng chứ cục thịt. Em nói nghe nè, mấy con heo á, nó nhiều mỡ, nhiều chất béo á, con heo nó mới đi sớm. Chuyện ăn vô là giống chuyện nói vậy đó. Mỡ quá. Trời ơi, đợi kia ăn nhìn bên này không ta. Thôi, nó ăn đi, nó kỹ ơi. Rồi, mời các bạn nha. Chắc mình ăn quân thành bánh mì luôn rồi. Ok, đưa bánh mì với trứng vịt là tự làm nha. Ăn ngon thì khen, còn ăn dở gán chẹo nha. Rồi, what? Còn ai nhận ra món gì không? Thì cũng giống như ổ bánh mì ipla thôi. Giờ ổ bánh mì banh ra, bỏ trứng vô, bỏ dưa leo vô, xin nước tương vô. Thì giờ mình dục vô luôn đi, ăn đại vậy đó. Giống ai chàng ổ bánh mì hả? Đúng rồi. Khác mỗi múc thôi phải không? Món này món mới luôn gì ông nội. Món này là... Lại mấy cha luôn, nãy hỏi biết ăn không để chỉ cho ăn. Món này em ăn hoài cái gì? Bữa em gu gột lần chứ có gì đâu. Mấy ăn có miếng đau bụng cái luôn. Trời, mấy này ăn món gì kinh tởm chứ trời. Để em nói cho anh Sike nghe nè. Trước sau mình đi ra mình cũng có màu một mà. Nói ghê mày. Ông nội ơi, nói vậy tao không dám ăn luôn á. Anh ăn được tao cũng giao một màu chứ gì. Gì nữa, mày nói nữa. Ta sạch thôi, dục luôn nè. Rồi mình tới thử luôn. Trời ơi, đậu bánh ra được cục đầu tiên mình ăn xong rồi. Nó béo quá thầy Nam ơi. Thầy Nam chưa ăn ho rồi. Thì món mới của mình phát tương minh ra nha. Bánh mì hồng vịt leo chảo. Đây, bằng chứng rõ ràng luôn nha. Nè các bạn, mời các bạn ăn miếng bánh mì hột vịt leo chảo nha. Nó dài với thầy Nam, đặt lên ngắn thôi. Thôi rồi, phải giọng vô mới được. Rồi, rồi. Để tôi khầy. Thôi. Vô, vô, vô. Nó. Ngon không? Đóng phí mày, hai cục. Đóng phí nha, anh ăn nhanh đi, còn trả hai cục bánh nữa. Hai cục mày á. Mày nghĩ gì vậy? Công nhận cái món này thầy Nam phát minh ngon thiệt ha. Đúng rồi. Bánh mì leo chảo ơi. Ôi, bánh mì hộp vịt leo chảo. 2, 3, vô. Ghét quá, vô luôn. Ừ, chai bệnh ngon thiệt. Ừ, đúng rồi, 2, 3, vô. Quốc đây, quốc. Uống vô. Ôi, nước tương. Sao mày nói sớm gì vậy? Ngút luôn rồi. Vậy mày cầm thấy nó gì nào? Cả thứ ăn coi chân bụng mày à. Hai ba vô. Đây là ưng nem. Rồi bị trời ơi bác. Quốc thì mấy hộp vịt nữa này. Mày. Trời ơi, nhìn thấy gớm vậy. Ăn không nè, cho miếng nè. Ngon coi ngon á. Ăn thử miếng này. Nè. Ghê quá mày. Ăn thấy gớm còn thấy ghê nữa. Đâu thử miếng mày, thiệt là ghê không? Ghê lắm. Cái ghê sao á. Ghê lạ mày ơi. Đúng rồi, tôi mới bỏ thuốc sổ vô mà không lạ sao được. Gì nào? Đúng rồi. Hàng chí mày mình. Ăn 3 cục trả lại 2 cục. Miếng đã nuốt không thể ói ra, thuốc sổ đã ngấm thì sẽ ra nha. Để tao trả miếng bay lại 1 cục nè. Hai cục trả 2 cục. Cái này không phải là ăn khế giá vàng, cái này không phải ăn khế giá vàng nha. Tao tính trả 2 cục thịt heo, trong nồi còn nhóc kìa. Để trả đi. Mày làm gì mày ăn quậy gì kìa? Trong miệng còn gấp thêm nữa rồi. Giao diện nhìn thấy ghê tủm vậy đó, nhưng mà ăn ngon lắm. Kìa, nghe nè. Bọn mày thèm lắm ha. Thèm mới ăn chứ.
Chị thầy Nam, các bạn có thời gian á thì làm món này ăn thử. Thì ăn xong á các bạn bình luận bên dưới bốn chữ là tôi vẫn còn sống. Là nếu mà bọn tôi còn sống là bọn tôi sẽ phản hồi lại. Đã nãy giờ kim kép đây rồi. Hai mày phát hiện nhanh quá. Ngủ ơi. Trời, tới cái khúc ngủ trưa nha các bạn. Để mình quay mình nằm trước tại vì con cá giống. Để mình quay nó lại nó nằm cái xong. Thôi để con tự quay con nằm ngủ với bê Út ngủ. Thôi để Út quay Út. Rồi con không được quay hả? Không, tụi con khỏi quay, chỉ cần Út nói ngủ rồi tụi con cứ lại cái gốc cây nào đó làm gì đó làm. Bữa nay một ngày thật sự rất là sung sướng luôn nha các bạn. Giờ mấy anh em mình sẽ đi ngủ trưa nha. Giờ cũng 1 giờ mấy 2 giờ rồi. Ủa lộng lèo. Lộng lèo kìa. Lèo mình lần này nè. Lèo mày không kinh. Đi nè. Lôi cái lèo lên gần gần nó có gì khiển đó mày. Đó. Mày phải quay cái hướng cổ về hướng Tây nha. Tây phương cực lạc để cho nó mát. Ủa mày phải đối diện với nó hả? Nó để vậy. Thằng phòng luôn. Lôi ra, lôi ra. Rồi vậy nè. Chui vô. Chui ngủ rồi. Ôi má. Đã dưới trời. Giống mà cũng được chứ. Vậy mà kéo thôi. Hay quá. Hay quá. Rồi thầy Nam vô ngủ nha. Mình cũng vô ngủ, mình xin tắt cam nha các bạn. A few moments later. Ui. Mày đại ca ơi. Mày đại ca. Trời ơi, nó nằm rồi. Thương thấy ghét không. Dậy dậy. Vận động chút xíu đi tụi con. Phong ơi. Dạ. Dậy con. Chị Kế ơi. Dậy nè. Dậy dậy. Chơi đánh bóng chuyền. Trời ơi, đây ngủ ngon. Trời ơi, nghĩ sao cái thầy của nó vậy mà lấy cái cọng dây cột bao con chuốt như nó văng. Nguy hiểm quá. Thôi, kêu thầy Nam vậy nè. Mấy chú cháu mình đi vô thì kia đánh bóng chuyền. Rồi, hai đội khởi động đi. Trước khi vào đánh banh thì mình phải khởi động chút đỉnh. Để nó sẽ cặp khớp chân khớp tay. Đội nào thắng thì mình được quyền chọn đồ ăn của chiều nay nữa. Dạ. Rồi, Út phổ biến lượt chơi nè. Dạ. Mình quánh 15 điểm để mình ăn trực tiếp nha. Dạ. Ừ. Quánh mấy sao đâu? Quánh 1C1. Quánh gì mà quánh 1C? Mình quánh 21 trái được không ơi? Ôi trời, 21 trái nữa hả? Dạ. Mau lắm Út ơi. Tại quánh có 1C mà. Nửa tiếng à? Nửa tiếng hay là 5 tiếng? 15 phút à. Mấy này quánh 15 phút chứ gì? Khuya cái gì thắng. Quánh 21 trái. Dạ. 1C1. Nửa xe đỡ bên ha. Dạ. Rồi, vô sân, vô sân, vô sân. Rồi, bên nào chọn sân trước? Con. Rồi, một bên chọn sân, một bên chọn bóng. Mày đánh sao em? Dạ, tôi đánh chứ. Thôi, mày đừng có mồm điêu nữa mày. Chắc qua em quay cho. Anh Phong thì anh Phong đây, em đi trắng cho. Ok. Mà mày lùng quá, mày trắng tế mày. Lưới cao lắm mày ư. Anh yên tâm đi, quýnh đội tuyển của Tây Ban Nha mà. Dạ bộ bài lên cái. Trắng, 2, 3, trắng. Nhớ Tây Ban Nha. Ui rồi bạn trắng già quá. Rồi bắt đầu nha. Rồi nha. Khởi động đi, khởi động về giá đi quánh. Khởi động đi. Bắt chị ca. Mày nêu ngu rồi mày. Câu câu. Chị ca. Qua lưới rồi đó. Ngoài bóng ngoài. Mày dẫn cho quá hay. Chị ca nêu ra ngoài rồi. Thầy Nam phát bóng tiếp. 1-0. Hay quá. Wow. Ê, cái này là nêu lại cho bồ hay là cố tình đưa qua? Đưa qua không vậy? Hay quá ha. Mình đi chợ thôi, mình bảo nè. Chợ thôi. Tao mà bảo là mấy bay có cái lượm banh hết. Rồi, quia bóng thấp tay hay cao tay? Thấp tay hết đi ha, cho nó dễ. Trời ơi, trời. Ui ui, cái sân ở đây chứ không phải cái sân ở ngoài kia. Rồi, ta bạn tụt quần, ta tôi quay nha. Chơi tụt quần dây rồi làm sao ta trắng? Ta nhảy lên trắng ở đây tụt cái quần thì làm sao? Bóng ngoài còn BD ở trong. Hai đều.
chết nè. Leo lưới qua bếp một bóng ngoài. Rồi bóng ngoài nha các bạn, BD vẫn còn ở trong. 3-2 nè. Vô. Phi thể thao cái này là phạt 5 điểm đó nha. Cầm tới banh đàng hoàng à. Trọng tài không cho kìa. Chơi phải cho ngon lành canh đào cây. Không được khinh thường địch như vậy. Biết địch ở bản có thúi hay không mà khinh thường. Cầm banh quy đàng hoàng. 3-2. Đúng rồi. Ô. Hay, rất hay. Quá hay. Quá tuyệt vời. Sao dễ quýnh về mà chơi. Ô. 4-2. Trời ơi, ngoài luôn. Ngoài, bóng ngoài. Đã mình canh cái liên mà. Thân khỉ phát bóng. Kìa. Đẹp. Ôi trời ơi. To vô lưới. Đụng lưới nha, đụng lưới nha. Thầy Nam trắng bóng tốt mà bị lưới. Tốt. Ủa bên Tương hả? Rồi, 4-3 dành cho đội Phong Xu. Phát bóng. Qua đó. Phát bóng. Ủa, bắt luôn. Ngoài luôn. Rồi, xong. Anh Hậu à, mà đổi chiến thuật đi, quýnh 2-2, em đi em thôi. Rồi, ok. Không lẽ 2 thằng quýnh 2-4. Thầy bắt đàng hoàng với lại. 5-3. Phát bóng. Không qua ai. Ôi trời, ông lưới, nằm dưới. Bóng không qua. 4-5. Công nhận quánh banh này mau già thì quánh nãy giờ 4 năm trời rồi. Rồi, 5 năm. Đánh có 10 trái 5 năm rồi. Bởi quánh banh này màu già dữ lắm. Quánh nãy giờ 4 5 năm thấy chưa? Đúng. Qua đó thầy Nam. Qua đó thầy Nam. Trời ơi, thầy Nam trắng bóng. Thầy Nam rất hay. Quá. Thầy Nam rất hay. Quá tuyệt vời. Ơi ơi. Ê, hả qua cây cứu. Phạt phạt nha. Vậy là sao? Ê, trắng bóng không được làm sao quýnh ta. Qua trọng tài, nó đánh chứ nó đánh banh mà gì nè. Tao tẻ. Vậy là sao? Trọng tài à. Tiếp tục. 6 năm. Quá. 6 năm rồi. Tao. Quay quay quay. Cái sân ngay chỗ này nè, chứ không phải cái sân ở đằng sau đó. Nam. Nam ơi, mày về, mày quay mặt về, mày đỡ cho banh ra sao thì mày quay ngược lại. Nè, đỡ nó ra sao. Chiến thuật. Tỷ số bây giờ là 7-5, nghiêng về đội của Phong Xu. Qua. Bách 1, lỡm nó. Bách 1 có thân khỉ, khá là chắc chắn. Thấy chưa, đổi chiến thuật mày khác liền. Đúng rồi, khác liền, mày đỡ ra ngoài không à. Giờ bên mình cũng đổi chiến thuật nha. Quýnh mình bắt 1, còn Phong lên chuyện 2. Không quýnh như nó nữa. Rồi, tỷ số bây giờ là 6-7. Hai. Alo, mày hả mày? Quay quay. Alo, mày hả mày? Quay quay quay. Chơi không đá chân nha. Tỷ số bây giờ là 7 đều. Hay quá. Rồi. Thầy Nam Lùng đã bị bỏ lỗ. Tôi nói tôi lùng rồi, cái sao anh đánh cái sao vậy sao tôi đã? Tao có, tao có đánh đâu. Ai đánh thế đồng đội tôi. Ai biết đồng đội tôi lùng rồi mà còn đẩy ra cao hơn nữa. Xin lỗi. Thì ra lên nêu cho anh nêu nêu sau anh đập xuống cái đầu nó luôn. Đúng rồi, phải đập cái đầu nó, tôi sẽ lấy cái đầu nó tôi chắn. Rồi. Rồi. 8-7. Bắt lại. Quá ơi. Trời ơi. Trời ơi. Có xá nữa ta. Mày bê đê xíu nữa là nó vô vậy nó cách có 2 phân. Quanh bàn chứ không phải đi cúng dường nha, chắp tay xá kiểu đó nha. Đi đấm lại. Chối bạn lại. Trên 7. Rồi, rồi bắt nè, bắt nè. Thôi, bắt 1. Chà. Rồi, nêu lên. Đáp. Hay trời quá. Trời ơi. Không đập rồi. Bóng tốt. Nêu lại. Rồi, đổi bên, đổi bên. Bên này hết trái nắng rồi, tụi bay sẽ biết quy luật của Bách Khâm. Ơi, Bách Khâm là đá banh mà thầy. À, lỡ không quy luật của thầy Nam à. Ồ, thầy Nam chế gì. Tỷ số bây giờ là 0-7. Wow. Wow. Trời ơi, trời trời trời. Wow. À, thần khỉ bắt bóng tốt. Nếu mà không có đám rừng này chắc cái bóng này dặn xong luôn rồi. Tỷ số bây giờ là 11-7, nghiêng về đội của Sike. Ôi búa. Wow. Đó. Hay. Công nhận. Rất là nhuần nhuyễn. Ra ngoài luôn. Quá, wow, công nhận hai đội này quánh banh cứng thiệt các bạn. Nếu mà có khán giả ở đây đồng đồng út bán vé đó.
Cô. Wow. Cho hai ba xá giờ. Coi cái móng này. Dạ đây. Coi cái móng vậy mà sao mà nó không sơm ra đường trước mà nó đẩy ra sau lưng không ta? Không biết đâu. Mấy nè thấy tao nó sợ hay gì á, bắt banh không được luôn rồi. Thôi, tao núp đây luôn. Chị Ca mày quê thôi ăn rồi. Tại cái mũi của anh quá nặng, tụi em không dám lên gần lưới. Với lại là sợ anh thua. Ờ. 37. 37 phát bóng. Chuyền lại bầu, đúng rồi. Hay quá. Cướp bóng. Wow, wow. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, coi cây trạm nữa hả? Chắp cây trạm nữa. Vô. Ok, thấy Nam Lùng dính lưới rồi đó nghe. Chưa đâu. Trời ăn gian nha. Rồi, tao biết món ăn chiều nay là đội nào chọn trước rồi đó. Bên mình chọn sao? Đúng rồi. Mày biết hay ạ. Tại mày mình đỡ. Tiếp tục. Bóng ngoài. Thằng nè. Chết mày rồi. Con mắt nó nghiêng qua bên thấy gì mà ra đó luôn vậy. Sao ngàn trái thì đội mình đã ăn được một trái nha các bạn. Chuyền lên đó. Ôi cúp luôn ghê vậy. Trời. Mày làm tao hất vọng quá. Đây mình đã rút ngắn chỉ số lại còn 94 nha các bạn. 94 người ta 14 rồi. Rồi thầy Nam bóng qua qua lưới. Đội của thầy Nam đã giành được quả này. Con thưởng đâu nó qua là con ăn rồi, con đang ăn mừng. Đang ăn mừng chiến thắng hả? Không bốn. Có nhiều điểm đó mà cũng điểm xài nữa. Qua đó thầy Nam. Nhìn cái này quá nguy hiểm quá. Mình với Phong phải đổi cầu mới được. Muốn đổi cầu gì đó, cầu bốn vách nghe cầu máy gì đó. Bàn lận rồi chưa? Tiếp tục đi khỉ ơi. Tao chấp mày sân luôn á. Chị Ga. Đúng nè. Thở máy đây đúng rồi bao rồi. Chuyển lên. Wow. Wow. Trời ơi. Chút xíu nữa lấy mạng của thằng cầu niêu rồi. Niêu đẹp quá mà không quýnh giỡn. 2-4. Đẹp đó. Bắt luôn cho mày buồn. Qua đó. Wow. Rồi. Lên cái đọt cằm. 5-2. Nhẹ nha. Qua nè. Cho. Chết nè. Hay quá. Chuyển lên. Qua luôn hả? Wow. Trời ơi, một cú phản đòn thật là ngoạn mục các bạn à. Đâu cái tay nào quánh à? Tao phải qua đâu rồi. Cái này tôi lấy. Chắc bàn tay phải hả? Phải nó lấy từ Amazon về cho nó bàn tay cực chắc luôn. 3-5. Chặt con tay luôn rồi. Ngoài. 6-3. Dính mày cổ tay vô không? 3-3. Kìa. Đẹp. Đâu? Mày hả mày? Đổ từng nào đi. Tỷ số bây giờ là 4 sao. Phát bóng. Sư chơi chắc luôn hả? Chắc quá đi. Yeah. Hay quá. Trời ơi bỏ lỗ. Hay ta. Thần khỉ bỏ lỗ rất là tuyệt vời. Bỏ ngay cái lỗ trống luôn. Hay quá Nam ơi. 5, 6. Rồi dấu cái đàng hoàng nè. Tao không để bay ăn điểm nào ở đâu. Ngoài luồng phủ sóng. Tỷ số bây giờ là 6 điều. Ngang hàng. Phát bóng. Phát một luôn ta. Rồi. Công nhận Phong nhảy vào dài quýnh dở thiệt. Vô đây. Hai thằng xuống không hả? Thôi mày lên đó đi. Quýnh không chạy luôn. Bỏ xì kìa. Chiên. Quýnh. Trời ơi thầy Nam trắng bóng tốt. Thầy Nam, quá à, thầy Nam dơ cái nách lên là Phong xù bỏ chạy ra chỗ khác, không dám xông vào. Sợ bị xông hơi chết. 8-6. Chuyện banh. Ôi, 9-6. Nãy giỡn giỡn quýnh thiệt nè, không có nhượng mấy nhóm mẹ đâu. Điểm điểm lên lên con. 9-6. Ủa, 9-8 vậy, 9-6 nhận nè. Phát bóng. Rồi, hay, công nhận chạy qua đây, bắt về bên kia, thằng kia chạy không chịu nổi luôn. Một trái cuối cùng. Cố gắng lên. Còn hai trái nữa bảo, mới 19 hả? 20 rồi. 20 hả? 20 rồi, còn trái cuối cùng đó ông ơi. Lẽ gì hả? Không sao.
Rồi bóng ngoài, xong, hết chuyện. Nấu quá ra. Nấu quá. Hết chuyện, đội cũng không xù, thua. Thôi lại bắt bọn luôn. Rồi. Có suy nghĩ hay là cái gì để nói lên không? Mình vứt rồi tất nha các bạn, mai mốt các bạn quýnh banh á, đừng có chấp. Chấp như mình thua. Nó vẫn nhường chứ không chấp. Nhường ha. Rồi đội chiến thắng ngày hôm nay có đôi lời phát biểu gì không? Thì hồi sáng không thấy tem bạn không làm gì đấm với hổng con. Ở cái micro này nó giật giật vậy đó chứ không phải cú đấm lúc nào đâu. Để con rút cục pin cho cái. Rồi. Rồi im rồi đó. Thì thấy tem bạn sáng thắng hai lần á, con cũng tức lắm chứ. Nhưng mà tem bạn ăn dư đạm nhiều quá cho nên là tới lúc đánh banh là đánh không được. Cái tay với xương khớp là gã gời hết rồi. Vậy đây là bay đúng cái gì nha. Với những pha bóng đi vào lòng người. Mình quánh banh mà phải dày. Thấy tụi quay quánh chán quá. 3 mét. Lâu quá đã lục nghề. Hồi đó Út quánh cho đài truyền hình Vĩnh Long mà ta. Con quánh cho đài truyền hình Đồng Tháp nữa. Vĩnh Sơn. Hàng gì. Còn con quánh cho đài truyền hình Đài Loan nữa. Mày nêu cho cái người mà quánh là truyền hình Vĩnh Long đâu quánh có khác nè. Chuyện đâu mà nó đưa đâu ngoài biên giới Campuchia quánh gì đây. Từ từ thôi, quýnh Úc ơi, quýnh nhanh quá, nhờ móc được tim á. Úc chỉ cho đạp nè. Úc ơi. Bàn tay mình xè ra dày. Quánh cái phần trên của bóng. Đi nhau. Đạp đợi. Úc ơi. Cao dạ. Lên. Đập cái tướng của khúc rồi sao đạp. Đây nha, đây nha. Nè, nhìn Úc ơi đạp cho nè. Sao con luyện lên vậy nè. Đó, cả đó vậy đó. Đó, con cầm luyện luôn đi. Dạ. Nha. Ghê gớm không? Quy lực chưa? Mệt quá, đi về nằm nghỉ ngơi. Nhồi máu cơ tim rồi. Đây là những thanh niên trai tráng trong làng chiều tập hợp lại để thể thao nha các bạn. Sau một ngày đi mần vất vả như là kéo lúa nè, cột bao nè, đi xới đất rồi về. Cái này cũng như là thể thao chiều cho giãn gân giãn cốt thôi. Đa số những cái thanh niên này không biết nhậu, còn những người biết nhậu thì người ta nhậu cho giãn gân giãn cốt. Con quánh banh được không? Được, mời vô. Con đứng cầu phong hay cầu niêu? Hả? Cầu phong hay cầu niêu? Quánh phong hay quánh niêu? Niêu. Niêu, niêu thì lên trên lưới. Đứng sang đó niêu. Ba, thầy nói rồi. Đánh cái này là không bao giờ có đường thắng đâu. Không phải đâu thầy ơi. Tôi nhường thầy mấy trái cho thầy ăn á. Chứ hồi sáng giờ ăn toàn ba cái thịt heo chứ rồi bị gút chết. Giờ tôi kiếm cái món nào mà chai chai ha kìa. Ủa có con chai không mày? Mình chọn mấy món thượng đi cho tem bạn ăn thịt tiếp. Mình chọn món mặn đi, ai ăn chai ăn. Thôi, nói chung là đừng có khinh địch. Địch thúi lắm đúng không? Không phải. Tại vì địch nó không có quýnh thôi, chứ nó quýnh là thầy tắt thở chứ thầy đừng có gáy. Địch nó biết quýnh đâu, địch biết thả không mà. Chiều nay mấy chú cháu mình ăn chỉ đơn giản như vậy thôi nha các bạn. Đội thắng ngày hôm nay chọn món gì đây? Thì giờ mình chọn cá đi, bệnh cho bệnh ăn địch rồi sao cho bị good luôn. Ok. Đây có là xét nữa đây. Wow. Đội nào muốn chọn ăn cái này không thì chọn. Thôi ơi, để mình ngồi xuống coi món nào ngon để mình chọn. Ôi Út làm sẵn nhìn thấy hấp dẫn ta. Chơi xong có ăn ha, đã. Thôi, mình lấy súp gượng quá thân khỉ à. Thì hay mình ăn xài đi. Đây là thịt heo quay chảo. Dưa leo một nắng. Heo queo luôn rồi. Bên đây là cá sa ba. Ủa, cá sa ba là cá gì ta? Là nó chết rồi, nó sa ba của nó. Rồi, ở đây là cái món cơm hai muỗng. Hả? Nè. Thiếu mình cái này cái. Hai muỗng cái. Rồi chọn đi. Con muốn hai muỗng gì? Mới cái này nó cũng giống bà. Như bên này thôi. Con muốn này. Xài ba mùa mưa. Xài 9 tháng. Sao nhìn này giống miếng thằng lằn vậy ta? Ủa, xài ba mùa mưa mà sao không thấy nước được hết hả? À, có còng lông chuột, lông mèo nữa nè. Rồi, cái này còng lông nách thì có. Còn cái này cái gì? Cái này nước tương một nắng. Coca. Ủa, nước tương hơi một nắng hả? Thì để ngoài nắng thì sáng giờ. Thì để ngoài nắng nè. Gọi là nước tương một nắng. Hai mà tàu xì có ai chọn trước nè? Xì. Rồi. Rồi. Thầy chọn đó. Giờ chọn không? Chọn cá sa ba đi. Ồ. Cho đội bên kia.
đúng rồi. Mời thôi luôn đi. Hả? Cái này cho chút mình ăn xài. À. Mời thôi luôn đi. Lẹ thầy ơi, thầy nhây quá à. Vậy thầy ăn cá đi, tôi ăn thịt xong. Không chứ hả? Thầy cá cũng có thịt mà. Ừ. Tôi nói thật với anh em, cái món này tôi không có thích đâu. Tại vì nước miếng của tôi rớt vô đây nè, không ai dám ăn hết, cho nên là tôi chọn nó. À, tôi biết cái lòng tốt của mày mà. Đúng rồi. Thôi anh em ăn đi. Ờ, xài mình mà. Cái dĩa xài đó của em mà anh Phong. Của tao. Sao bên đất anh? Tao là của tao. Giỏi mướn đi chín vô rồi đi. Thôi anh ăn, anh lấy luôn đi, không tốn 2,5 triệu nữa. Đồ bỏ anh ăn chắc rồi. Xính bẩn kìa. Thì sao? Tôi chắc. Tôi đi chín đây nè. Tôi là để mua hồi lúc được đó. Để mua hồi lúc được đó. Tôi đó đây nè. Địa lý. Chết rồi. Tôi vẽ cái bản đồ địa lý ra cho coi nè. Ok. Đây nè. Y như hình cái lỗ trâu vậy đó. Wow. Nó kéo dài đẳng là à. Đất của bọn tôi. À thế à. Mày đòi vẽ đường núi bò trên đất nước tao hả mày? Tao xiên cho mày mấy xiên đi giờ. Thôi ăn. Có, tôi nói đường núi bò, núi trâu mà. Đúng là buổi chiều nào không bằng buổi chiều này, sung sướng quá trời luôn. Tính là thả cho mấy người kia vài trái cho mấy người ăn mà không được. Mời bạn ăn cơm với cá nha. Mời bạn cơm với cá ba sa chiên nha. Tại mình thì ăn thịt áp chảo, còn tên bạn thì ăn cá sa ba với cá sa má. Giờ mình sẽ ăn đây kiểu quýt sa tộc nha. Wow. Đang vậy à, tô cơm chưa hết, ngủ bu hết rồi. Nó thấy chưa? Ngon chưa? Đó. Mời các bạn miếng thịt nha. Đội bên kia như mấy chục năm nữa ăn thịt thôi á. Buổi chiều của vườn mít nè các bạn, nó cũng giống như cái buổi sáng vậy thôi. Cái mít này á, nó cũng không có đi đâu, mà sáng giờ mình thấy nó ở đây, giờ nó cũng còn ở đây. Đó, các bạn thấy trái mê không? Tròn tròn không à. A few moments later. Rồi màn đêm bắt đầu buông xuống nha các bạn. Tắm nè. Đi quýnh banh nãy giờ nữa nè. Cái sân banh gần ở đây. Anh khỉ ơi. Vậy. Trước khi tao vô tắm mình có bài diễn phục vụ văn nghệ không? Thì tao có một bài này ấp ủ cũng năm trời rồi. Ờ. Mặc dù nó mới ra đây. Hả? Bài gì? Bài búp bê cha miau. Ồ, vỗ tay. Chốt miếng xịt. Rồi. Vô. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết băng biết bơi. Búp bê bằng bông bên bàn bướm bướm. Bên bướm bên bông bò bàn bay bay. Hay không? Hay. Quá hay không? Hay. Hay không? Không. Trời vậy? Tại vì mà bê bồng bông gì bay bỏ gì đó. Cái bài đó hay mồ đó. Rồi anh có bài nào đi hát không? Đây. Chuẩn bị nè. Chuột music. Ta hát tiếp nha. Ok. Búp bê bồng bông bị bắn bỏ bu. Búp bê bồng bông bị bắn bỏ bu. Rồi ba cái bài búp bê cha meow đó có phần ba luôn nè. Hát rồi. Mới nhắc tác nãy. Búp bê bé bánh bò bên bờ biển. Búp bê bị bò bán bể bung bầu. Bán bung bể bung bầu. Phần 1 hay rồi, phần 3 dở quá. Thôi là ca sĩ. Thôi tắm đi. Mấy anh em mình mới vừa tắm xong nha các bạn. Thì giờ mấy anh em mình sẽ vô ngủ nha. Để mai đi học nữa. Ủa là không? Mai dậy sớm để về nữa. Thôi giờ mấy chú cháu mình đi ngủ các bạn ơi. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn vào sáng ngày mai. Trời sáng rồi các bạn ơi. Trời sáng rồi tụi con ơi, dậy nè, về. Dậy nè má. Dậy con. Sao ngủ ngon không? Ngon. Chưa ngon. Ôi, kìa mấy bác nông dân người ta cũng ra ngoài đồng hết rồi kìa. Ta đang dặm lúa kìa các bạn. Ở đây ngủ thật là đã. Phong ơi. Phong. Dậy về con. Giờ mấy giờ? Chị kia. Giờ cỡ 6 giờ 6 mấy rồi đó con. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay của mấy chú cháu mình vui á, hãy cho mấy chú cháu mình xin một like, một đăng ký, nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh Bé Đúng TV. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt. Dậy về Phong ơi. Về con, sáng rồi. Dạ. Yeah.